Xin chào các bác đã quay lại kênh Hải Phong Review. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác mẫu TV 55 inch của Sony mới về. Mẫu 55 inch ra mắt năm 2022. Model là 55X80K. Đây. KD gạch ngang 55X80K. Mẫu TV của Sony sản xuất xứ tại Malaysia. Dòng này ra mắt để thay thế cho mẫu 55X80G năm 2021. Đánh giá tổng quan bề ngoài thì mẫu năm 2022 thiết kế chân đế cũng giống năm 2021, nhưng mà màn hình thì thiết kế tràn viền ba cạnh. Đây các bác có thể thấy viền của năm 2022 này rất là mỏng. So sánh với cả mẫu 55X80G của năm 2021 thì viền 80G rất dày. Đây. Mẫu của năm nay 55X80K thì tràn viền ba cạnh mỏng. Em sẽ quay một vòng xung quanh cho các bác xem. Ở mặt riêng thì thiết kế vẫn giống nhau. Đấy là điểm khác biệt thứ nhất là tràn viền ba cạnh, so sánh với cả mẫu của năm 2021 thì viền nó vẫn dày hơn. Năm 2022 thì đã tràn viền ba cạnh. Thiết kế giao diện ở trong thì nó vẫn giống nhau. Đây. Trong giao diện các ứng dụng thì vẫn giống nhau. Và điểm khác biệt thứ hai đó là mẫu 55X80K được trang bị điều khiển giọng nói rảnh tay. Dòng điều khiển giọng nói rảnh tay thì thường những mẫu cũ thì áp dụng từ dòng X90G, dòng cao cấp của Sony trở lên. Nhưng dòng năm 2022 thì cái mẫu 80 đã được áp dụng rồi. Đây các bác có thể thấy. Đây. Nút điều khiển giọng nói rảnh tay thì ở ngay cạnh cái nút nguồn của TV. Đây bên này nút nguồn, đây bên này nút mic. Các bác kéo sang và đẩy sang. Đây là tắt này. Bây giờ kéo sang bên phía gần bên nút nguồn thì bật. Khi mà bật mic điều khiển giọng nói ở trên TV, sau đó các bác bấm nút giọng nói ở trên điều khiển. Sau đây em sẽ hướng dẫn các bác cài đặt TV 55X80. Thì đầu tiên thì các bác sẽ chọn ngôn ngữ. Chọn tiếng Việt. Chân điều khiển. Các bác chọn Việt Nam. Thiết lập dịch vụ Google. Các bác chọn kết nối mạng. Đối với giao diện Google TV thì các bác chắc cũng là rất quen thuộc rồi, thì rất nhiều TV Sony đều cài đặt như thế này. Sau khi kết nối mạng, các bác chờ một lúc để lên và đăng nhập tài khoản Google. Sau khi kết nối mạng thì các bác sẽ đăng nhập tài khoản Google của mình. Nếu không có tài khoản Google thì các bác có thể tạo một tài khoản rất nhanh ở trên giao diện này.
Sau khi mà đăng nhập tài khoản Google rồi thì các bác bấm chấp nhận. Và chấp nhận tiếp. Tiếp tục. Cho phép. Xác nhận. Như vậy là đã xong rồi, bây giờ thì các bác chỉ cần chờ TV vào giao diện chính mà thôi. Một chút nữa lên giao diện chính thì em sẽ hướng dẫn các bác cách kết nối, điều khiển, tìm kiếm giọng nói sang TV. Tiếp tục. Cái chế độ tiết kiệm này mình tắt đi. Phần này bỏ qua. Kết nối sau. Nếu TV nhớ các bác treo tường hay để bàn thì các bác chọn một trong hai. Nếu mà để bàn thì để trên bàn. Hiệu chỉnh tự động bỏ qua. Kế tiếp. Sau đó thì các bác chờ một lúc để chạy ứng dụng. Các ứng dụng này sẽ chạy cài đặt những ứng dụng ban đầu như là YouTube hay là trình duyệt web hay là một số cái ứng dụng xem phim cơ bản thì máy sẽ tự động cài đặt cho các bác. Các bác chờ một lúc sẽ lên thôi. Vâng, sau khi máy đã chạy xong thì sẽ lên như thế này. Thì các bác có thể bấm bắt đầu để vào giao diện chính. Thì giao diện năm nay thì cũng sẽ giống với năm ngoái, tương đương với năm ngoái thôi. Sau đây em sẽ hướng dẫn các bác cách kết nối điều khiển tìm kiếm giọng nói. Đầu tiên thì các bác vào cài đặt. Và chuyển xuống cuối cùng điều khiển từ xa và phụ kiện. Chuyển xuống phần điều khiển từ xa, kết nối qua Bluetooth. Đây, bây giờ các bác bấm trên điều khiển, bấm nút volume trừ và nút tìm kiếm giọng nói trong vòng 3 giây. Đang kết nối. Như vậy đã kết nối với điều khiển tìm kiếm giọng nói. Các bác bấm OK. Đây, khi mà các bác đã bật tìm kiếm giọng nói rảnh tay ở trên TV. Đây là nút này. Vâng, khi mà các bác đã bật nút tìm kiếm giọng nói ở trên TV, sau đó các bác đã kết nối được với điều khiển tìm kiếm giọng nói ở trên điều khiển này. Khi mà mình bấm cái nút tìm kiếm giọng nói thì sẽ lên, nó sẽ kích hoạt các bác chọn điều khiển giọng nói rảnh tay. Thì các bác bấm có, tôi đồng ý. Thì sẽ kích hoạt được điều khiển giọng nói rảnh tay. Bấm kế tiếp. Như vậy là xong rồi. Khi mà kết nối thành công thì cái đèn mic ở trên TV sẽ có màu vàng như thế này. Đấy, như vậy là các bác đã có thể kết nối được điều khiển giọng nói rảnh tay và cả điều khiển giọng nói trên điều khiển cầm tay. Em sẽ thử cho các bác. OK Google. Đây. Đây là em nói trực tiếp với TV không qua điều khiển. Mở YouTube. Và hiện tại thì mẫu TV 55X80K, mẫu 2022 đang bán với giá hiện tại là 18.410.000 tại siêu thị điện máy Ecomart. Mẫu này thì sẽ đắt hơn mẫu X80G
55X80G hiện tại siêu thị điện máy Ecomart đang bán là 15.760.000. Đây là mẫu cũ các bác nhé. Mẫu mới thì sẽ đắt hơn khoảng hơn 2 triệu. Lại có hai thay đổi lớn đặc biệt ở trên TV 55X80K. Đó là thiết kế tràn viền ba cạnh và điều khiển giọng nói rảnh tay đã được trang bị trên mẫu 55X80K. Trên đây là giới thiệu nhanh về mẫu dòng TV 55 inch mới ra mắt của Sony năm 2022, KD-55X80K. Nếu mà cần biết thêm thông tin chi tiết thì các bác có thể gọi điện đến số 0974178586 hoặc truy cập website eco-mart.vn để được biết thêm thông tin. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.